Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Tài nguyên nước cho biết kể từ ngày 5, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, 22 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo, trong đó có 3 sông vượt ngưỡng an toàn và 2 sông ngập lũ. Các sông vừa và nhỏ hứng chịu trận lũ lớn nhất từng được ghi nhận. Trước tình hình mưa lũ, các cơ quan ban ngành đang tích cực làm tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt. Vào ngày 6, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây đã đưa ra thông báo cho biết vào khoảng 6 giờ ngày hôm nay, 6 tháng 7, bờ kè Thanh Phong Di dưới cầu đường sắt Bắc Kinh Cửu Long ở thị trấn Liên Kun, thành phố Phong Thành có nguy cơ bị tràn bờ gây lũ lụt nghiêm trọng. Wang Wei, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin của Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán của Bộ Tài nguyên nước cho biết, Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra thông báo cho các khu vực có dự báo lượng mưa lớn theo hình thức một tỉnh một lệnh, đồng thời triển khai công tác phòng chống lũ ống, lũ quét trên các sông vừa và nhỏ, bảo đảm an toàn hồ chứa, công tác phòng chống lũ đê kè, đặc biệt khi mưa lớn, lũ lụt và các trường hợp khẩn cấp xảy ra ở Giang Tây và các nơi khác. Bộ Thủy lợi đã kịp thời cử một tổ công tác đến hiện trường để chỉ đạo phòng ngừa và ứng phó với mưa lớn và lũ lụt, lập kế hoạch thủy lợi và xử lý các tình huống nguy hiểm. Theo thống kê của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, từ 16 giờ 30 phút ngày 5, đợt mưa lớn này đã khiến 536.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng, 16.000 người phải di dời khẩn cấp. Từ ngày 4 đến ngày 6, đội cứu hỏa tỉnh Giang Tây đã tham gia 7 mùa vụ cứu hộ, chữa cháy, lũ lụt, giải cứu 436 người bị mắc kẹt gặp nạn, sơ tán và chuyển 1.085 người. Hiện tại, quá trình mưa lớn đã kết thúc và công tác phòng chống mưa lũ của tỉnh Giang Tây đã hoàn thành ứng phó khẩn cấp cấp tỉnh để kiểm soát lũ lụt vào lúc 20 giờ ngày 5 vừa qua. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 3 đến ngày 5, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện quá trình mưa lớn diện rộng trên lưu vực sông Dương Tử và phần phía Tây Nam của Trung Quốc. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn nên các tỉnh như Quảng Tây, Tây Giang và các nhánh của sông Dương Tử là Lưu Giang, Ngọc Giang, Quý Giang, Hà Giang, Quảng Đông, Bắc Giang, Đông Giang, Hồ Nam, Tương Giang, Giang Tây, Cám Giang và các con sông lớn khác sẽ bị lũ lụt. Wang Wei cho biết Bộ Tài nguyên nước sẽ tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và lập kế hoạch trước cho các biện pháp phòng chống mưa, lũ và các thiên tai nguy hiểm, tiến tới ngưỡng kiểm soát lũ và đảm bảo an toàn. Đồng thời, việc tham vấn, nghiên cứu và phán đoán được tăng cường. Thông tin cảnh báo sớm và quyết định tham vấn ngay lập tức sẽ chuyển đến tuyến phòng thủ nhanh nhất để đạt được mức độ bao phủ đầy đủ. Kính thưa quý vị, bờ biển ở phía đông nam của Quảng Tây tuần qua đã hứng chịu lượng mưa lớn và tại các ngôi làng ở Bắc Hải và Ngọc Lâm đã bị ngập lụt. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 vừa qua, khu vực ven biển và phía đông nam Quảng Tây có mưa lớn liên tục, có nơi mưa to đến rất to, có nơi mưa to cục bộ, mưa lớn gây ngập úng ở Bắc Hải, Ngọc Lâm và các thành phố khác. Vào ngày 4 tháng 7, nhiều ngôi làng ở thị trấn Bạch Sa, huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải đã bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của sông do mực nước sông dâng cao. Chính quyền đã tổ chức lực lượng để tiến hành cứu hộ khẩn cấp. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy mực nước cao như vậy, Hoan Jai Ji, một người dân trong ngôi làng đã bị lũ lụt bao vây cho biết. Khoảng 16 giờ ngày 4, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà. Khoảng 1 giờ sau, mực nước đã dâng lên khoảng 1 mét. Theo thống kê của Cục Khí tượng Quảng Tây, từ 8 giờ ngày 3 đến 8 giờ ngày 4, có 4 thị trấn ở các quận Thiết Sơn Cương và Hợp Phố thuộc thành phố Bắc Hải có lượng mưa hơn 600mm. Ở Quảng Tây và lớn nhất là quận Thiết Sơn Cương là 784,4mm, thị trấn Tinh Cương là 400-600mm, có 11 thị trấn ở 5 huyện ở Bắc Hải và Ngọc Lâm bị lũ lụt. Nhiều ngôi làng và thị trấn ở khu vực Bắc Hải và Ngọc Lâm của Quảng Tây bị ngập lụt. Các đơn vị đồn trú cử lực lượng giải cứu người dân bị mắc kẹt. Lính cứu hỏa đã đến cứu hộ tại khu vực thiên tai. Thành phố Bắc Hải là trung tâm của trận mưa lớn trong đợt mưa này. Trong đó, thị trấn Tinh Cương, quận Thiết Sơn Cương có lượng mưa trong 3 giờ. Tính từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 4 là 272,3mm. Và 24 giờ tính từ 5 giờ ngày 3
đến 5 giờ ngày 4, lượng mưa là 614,7mm, đều phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử của thành phố Bắc Hải. Và 6 giờ tính từ 22 giờ ngày 4 đến 4 giờ ngày 5, lượng mưa là 440,5mm, phá vỡ giá trị cực đoan lịch sử của Quảng Tây. Theo Cục Khí tượng, thủ phạm gây mưa lớn liên tục dọc bờ biển Quảng Tây và Đông Nam kể từ ngày 7 là áp thấp gió mùa. Áp thấp gió mùa duy trì và dao động trên vùng ven biển Quảng Tây trong thời gian dài, cộng với hoạt động đối lưu tương đối tích cực của hệ thống mây phía Đông và Nam hoàn lưu áp thấp, vành đai mây đối lưu giữ nguyên vị trí trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến mưa tập trung và lượng mưa tích lũy lớn. Dự báo trong 3 ngày tới, áp thấp gió mùa vẫn di chuyển qua vùng biển Quảng Tây, chịu ảnh hưởng của áp thấp gió mùa. Một số khu vực Bắc Hải, Tân Châu, Phòng Thành Cảng, Ngọc Lâm và các địa phương khác vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to nhưng diện tích mưa giảm nhiều. Trung tâm Thủy văn khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây đã thông báo vào ngày 6 rằng do lượng mưa lớn kể từ ngày 3 tháng 7, 9 trạm thủy văn trên 9 con sông bao gồm sông Tân Giang, sông Đại Phong và sông Bạch Sa đã trải qua lũ từ 0,11 đến 2,59m trên mức độ cảnh báo mực nước biển. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, một số sông vừa và nhỏ ở Bắc Hải, Ngọc Lâm, Tân Châu, Phòng Thành Cảng sẽ lên lại, có thể xuất hiện lũ siêu báo động. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán sông Dương Tử cũng đã đưa ra một báo cáo tình hình lũ lụt vào ngày 15. Trong tuần tới, lưu vực sông Dương Tử sẽ có mưa lớn từ Tây sang Đông. Theo dự báo khí tượng thủy văn mới nhất, ngày 10 tháng 7 có mưa vừa, có nơi mưa to cục bộ ở thượng lưu sông Dương Tử và sông Ngô Giang. Từ ngày 16 đến ngày 21 có lượng mưa to đến rất to trong lưu vực sông Dương Tử từ Tây sang Đông và lượng mưa bề mặt tích lũy trong suốt quá trình trên sông Dương Tử ở khu vực gần giữa dòng chính từ 90mm đến 100mm trong hệ thống nước của hai hồ chứa từ 80mm đến 90mm. Ở hạ lưu sông Ngô Giang và sông Dương Tử là 60mm đến 80mm. Theo phân tích dự báo, sông Vũ Giang, đoạn Tam Hiệp, sông Thanh Giang, sông Lộc Thủy, hệ thống nước hai hồ chứa, các nhánh của Đông Bắc, Hồ Bắc, sông Chu Hê, sông Thanh Nghĩa, sông Thủy Dương và dòng chảy chính của Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ bị lũ lụt nghiêm trọng. Một số khu vực vừa và nhỏ, lượng mưa sẽ giảm, các dòng sông có thể trải qua quá trình lũ lụt lớn và chúng ta nên cảnh giác với dòng sông vừa và nhỏ, lũ lụt và thiên tai lũ lụt trên núi có thể do mưa lớn tại địa phương gây ra. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử yêu cầu các khu vực liên quan chú ý đến sự thay đổi của thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng thủ chi tiết và nhắc nhở chính quyền địa phương di chuyển người dân ở các khu vực nguy hiểm trước đến nơi an toàn trước để tránh nguy hiểm nếu cần thiết, làm tốt công việc hỗ trợ kỹ thuật cứu hộ khẩn cấp, tăng cường công tác điều tra, quản lý các nguy cơ tiềm ẩn trong các công trình thủy lợi, tình huống nguy hiểm. Trung Quốc hiện đã triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, thông tấn xã Trung Quốc đưa tin. Theo tin tức từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc vào ngày 6, theo tình hình kiểm soát lũ lụt hiện tại ở Trung Quốc và các quy định có liên quan, trụ sở kiểm soát lũ lụt và hạn hán quốc gia đã đưa ra 4 cấp ứng phó khẩn cấp chống lũ lúc 20 giờ ngày 6, đồng thời cử các đoàn chuyên gia, đoàn công tác đến Quảng Tây, Phúc Kiến để hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống lũ, cứu hộ, cứu nạn thiên tai. Theo các báo cáo, thời gian gần đây miền Nam Trung Quốc có mưa liên tục và lượng mưa cực lớn đã xảy ra cục bộ. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ đêm ngày 5 đến ngày 6, ở các khu vực Nam Trung Quốc, Vân Nam và các nơi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to hoặc mưa to cục bộ. Và khoảng 10 giờ ngày 6, bờ kè sông Bạch Sa ở thị trấn Bạch Sa, huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, Quảng Tây đã gặp nguy hiểm, gây thiệt hại cho các làng xung quanh và may mắn không có thương vong. Sau khi nhận được báo cáo, Bộ phận Quản lý Khẩn cấp đã ngay lập tức điều động và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Kính thưa quý vị, Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết, Con Son được nâng cấp thành bão và mưa lớn ở lưu vực sông Dương Tử. Con Son đã mạnh lên thành bão cuồng phong vào sáng sớm ngày 13 và di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h. Dự báo trong đêm nay, nó sẽ đổ bộ vào vùng biển phía đông đảo Luzon và đi vào biển phía đông nam bộ Trung Quốc vào chiều mai.
trong 24 giờ tới, vành đai mưa lớn ở phía Nam sẽ kiểm soát chặt lưu vực sông Dương Tử, từ lưu vực Tứ Xuyên đến ven biển Giang Tô và Chiết Giang sẽ có mưa lớn. Theo tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 5 giờ sáng nay, tâm bão Con Son ở trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 520 km về phía đông, tại tọa độ 14,3 độ Vĩ Bắc, 125,8 độ Kinh Đông. Sức gió lớn nhất vùng gần tâm là khoảng 33 m/s. Khí áp thấp nhất vùng tâm là 975 HPA. Dự kiến bão Con Son sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông đảo Luzon của Philippines trong đêm nay và cường độ của nó sẽ yếu dần sau khi đổ bộ. Chiều ngày mai sẽ đi vào khu vực phía đông Biển Đông, cường độ mạnh lên, có thể đạt cấp bão cuồng phong trở lại. Theo quan trắc của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương, từ 5 giờ hôm qua đến 5 giờ hôm nay, lượng mưa cục bộ ở trung tâm Giang Tô, An Huy và một phần Tây Bắc Hồ Nam, Nam Tứ Xuyên là 100-170mm, Hải An, Giang Tô và Viên Lĩnh, Hồ Nam đạt 200-230mm. Dự kiến từ ngày đến đêm hôm nay sẽ có mưa to đến rất to ở Nam và Đông Tứ Xuyên, hầu hết Trùng Khánh, Tây và Bắc Quý Châu, Bắc Hồ Nam, Trung và Nam Hồ Bắc, Nam An Huy, Nam Giang Tô, Đông Bắc Giang Tây và Bắc Chiết Giang, trong đó có mưa dông lớn ở các vùng phía Nam Hồ Bắc, Tây Nam An Huy và Nam Giang Tô. Mưa lớn và mưa to cục bộ ở các vùng Đông Nam Liêu Ninh, Đông Bắc Vân Nam và Nam Thanh Hải. Các địa phương trên kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh để đối phó với lượng mưa lớn ở lưu vực sông Dương Tử. Đài Quan sát Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam trong ngày thứ 6 liên tiếp. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở lượng mưa lớn hiện nay ở lưu vực sông Dương Tử đã kéo dài 5 ngày, độ ẩm của đất ở một số khu vực gần bão hòa, đất tơi xốp, nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất cao nên cần đặc biệt chú ý. Ngoài ra, các sở liên ngành vẫn cần hết sức chú ý đến diễn biến mưa lũ, diễn biến lũ, lụt, đảm bảo an toàn khi mưa lũ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.